À, cả nhà thân mến, bây giờ A Páo sẽ thực hiện cảnh quay ở mỏm đá Tử Thần, mỏm đá nguy hiểm nhất Hà Giang, mỏm đá nguy hiểm nhất Đông Nam Á cả nhà nhé. Một giây. Ca khúc A Páo quay sẽ là ca khúc Bài Ca Trên Núi. Đây, mỏm đá đang ở trước mặt mình đây. Cả nhà, bây giờ A Páo sẽ thể hiện ca khúc Bài Ca Trên Núi ở mỏm đá Tử Thần này. Và bây giờ A Páo sẽ lên, phải bật nhạc luôn. Cả nhà thân mến, bây giờ A Páo sẽ trèo lên đỉnh mỏm đá Tử Thần để A Páo quay cảnh Bài Ca Trên Núi. Cất điện thoại thôi, vướng quá. Rất là nguy hiểm cả nhà nhé. Rồi cả nhà ơi, đang đi ra rồi. Rồi, đang ở đây. Có thể kiểm tra nhà nữa. Cả nhà ơi, đây là mỏm đá Tử Thần cả nhà ơi. Và bây giờ A Páo sẽ thực hiện cảnh quay ca khúc Bài Ca Trên Núi ở mỏm đá Tử Thần. Đây là mỏm đá mà các... Đây là mỏm đá Tử Thần nguy hiểm nhất Đông Nam Á, đỉnh nhất Hà Giang cả nhà nhá. Và bây giờ A Páo sẽ chinh phục và thể hiện ca khúc ở đây. Để đây cho giấu kín này. Đi ra từ từ nhé. Trời có sao chiều, sao sớm. Đầu núi kia có hai người, dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có cả nhà ơi. Cả nhà vẫn chưa có hồn mấy cho nên A Páo sẽ thể hiện lại. Thank you.
trời có sao chiều sao sớm, đầu núi kia có ở hai người, dù đi cùng trời dù đi khắp núi trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Rừng chiều có tiếng khen ai đó, khen hát lên những lời mong chờ, đường đi về rừng đường đi xuống núi trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Chỗ này phiêu sao? Chờ đường đi về rừng đường đi xuống núi trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Dù đi cùng trời, dù đi khắp núi, trời chỉ có sao sớm sao chiều, núi chỉ có hai người yêu nhau. Có hai người yêu nhau.